nếu các bạn vô tình có xem cái video này thì hãy liên lạc với mình, đưa mình cái địa chỉ để mà mình gửi hạt cho các bạn nha. Cái bì thư thứ nhất đó là mình đã bỏ sẵn hạt rồi, nhưng mà bên trong đây nó có một cái note như thế này nè. Và cái bì thư này nó không có ghi địa chỉ. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình làm cái video này là muốn thông báo với các bạn rằng là ngày thứ hai trong tuần này là mình đã gửi đi hết toàn bộ những cái bức thư cũ cho các bạn. Thì mình hy vọng rằng là có những bạn nào ở gần thì có thể là đã nhận được rồi, và có những bạn là nếu mà ở xa quá có thể là nó sẽ bị trì hoãn lại thêm được vài ngày. Thì hy vọng rằng khi mà những anh chị các bạn nào ở xa ở nước khác mà nhận được cái bì thư của mình thì báo cho mình biết nha, để mình không biết nghĩ rằng là sợ nhiều khi cái bì thư nó bị thất lạc hay là sao đó. Bên cạnh đó thì trong tuần này thì cũng có một số anh chị mới gửi mình trong tuần này, thì mình cũng tranh thủ vào ngày thứ hai tuần tới mình sẽ gửi luôn cho các bạn luôn nha. Ở đây mình có một vài cái bì thư mà gọi là nó không có ghi địa chỉ. Bây giờ không có địa chỉ thì mình có những cái note bên trong là lấy hạt gì, nhưng mà không ghi địa chỉ thì mình không biết làm sao để gửi cho các bạn hết. Nếu các bạn vô tình có xem cái video này thì hãy liên lạc với mình, đưa mình cái địa chỉ để mà mình gửi hạt cho các bạn nha. Cái bì thư thứ nhất đó là mình đã bỏ sẵn hạt rồi, nhưng mà bên trong đây nó có một cái note như thế này nè. Và cái bì thư này nó không có ghi địa chỉ, cho nên là nếu mà anh chị nào mà có xem video này thì liên lạc với mình, cho mình cái địa chỉ để mà mình gửi cho anh chị nha. Đó là một cái. Rồi bên đây nữa có cái này là có một anh chị bạn nào đó đã gửi tặng cho mình một cái gift, một số tiền nho nhỏ. Thì bên đằng sau này là có những cái tên hạt mà các anh chị muốn. Bên đây là một cái note như thế này. Thì hy vọng rằng bạn nào ghi cái tờ note này thì có thể liên lạc với mình, đưa cho mình cái địa chỉ để mà mình gửi cho bạn nha. Tại bởi vì thực sự ra là do có mùa dịch này, cho nên là khi mà những cái bì thư của mình đem đến là mình xé bỏ. Nói chung là khi mình nhận mình xé bỏ ra hết, những cái lớp bên ngoài là mình bỏ. Thì mình nghĩ những cái bì thư bên trong là đã sẵn ghi sẵn địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận rồi, thì mình đã dục cái bì thư bên ngoài. Mình đâu có nghĩ rằng cái bì thư của bạn không có ghi địa chỉ, cho nên là mình không có biết địa chỉ để mà mình gửi cho bạn đó. Đó, thì hy vọng bạn xem này xong rồi liên lạc với mình nha. Rồi bên đây cũng có một cái nữa, đó là cái bì thư này nhỏ như thế này, bên trong có một cái tờ note bự như thế này luôn. Thì tên của bạn đó là tên Mai với là Mian. Thì hy vọng Mai với Mian khi xem cái video này thì liên lạc với mình, cho mình cái địa chỉ để mà mình gửi hạt cho bạn nha. Đó. Rồi còn cái này nữa. Thì cái này thì lúc trước mình có làm video, mình cũng có nói rồi, nói trên video rồi, mà mình có thể là bạn đó không xem cái video đó nên không biết. Thì bây giờ mình cũng muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Thì hy vọng bạn hoặc cô chú hoặc anh chị nào mà xem cái video này thì liên lạc với mình để mà mình gửi cái hạt này cho mấy anh chị cô chú nha. Tại vì đây là mình đã bỏ hạt trong đây rồi, nhưng mà mình đang đợi cái địa chỉ để mình gửi đi nè. Đó. Rồi. Ngoài ra thì mình có những cái một số cái chia sẻ như thế này, là một số anh chị khi mà đã nhận hạt rồi có nhắn tin, có text và gửi hình cho mình thì nói rằng những cái hạt đó là bị bể. Thì đó là cái lý do, có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là do anh chị cô chú gửi cho mình cái stem thường. Thì mình cũng đã có nói với trong những cái video trước là mình nên gửi cái stem mà cái loại stem là non-machinable. Thì cái loại stem đó giống như thế này đây. Đó là cái stem hình con bướm, hoặc có thể là cái loại stem non-machinable nào cũng được hết. Cái loại stem này nó khác với loại cái stem thường, là khi mình dùng cái loại stem này thì người ta sẽ dùng tay để người ta lựa những cái bì thư ra. Còn mình khi mình dùng những cái stem thường là nó phải đi qua máy, thì máy nó sẽ là làm công việc, nó sẽ lựa, nó chọn lọc những bì thư. Cho nên đó là lý do mà những cái hạt của mình nó dễ bị bể là như vậy. Nếu mà các bạn anh chị nào có thể mình nên sử dụng cái loại bì thư này. Cái loại bì thư này, cái envelope này nó có cái bong bóng á, giống như kiểu như thế này. Đó, nó là cái dạng mà dạng bong bóng như thế này nè. Loại bong bóng này thì khi mình bỏ hạt vào trong đây là nó không có bị bể. Đó, một là mình dùng cái bì thư trắng,
mình rồi sau đó khi mà những cái bì thư này giống như mình mua trên Amazon hoặc mình mua online ấy, mình giữ lại, rồi sau đó mình chỉ cần cắt một cái miếng nhỏ thôi, cái mình bỏ vào trong cái đó để mình đựng hạt. Mình đựng hạt là nó sẽ đỡ bị bể hơn, hoặc là trực tiếp luôn mình dùng luôn cái envelope này thì nó cũng sẽ đỡ. Nói chung là cái rủi ro mà bị bể bạc, bể hạt á, nó cũng sẽ ít hơn là khi mình chỉ dùng một cái envelope màu trắng mỏng lét à. Cái nó mỏng quá mà bên trong đó mình bỏ những cái hạt nó hơi cộm cộm, nhất là những hạt bí đao nó hơi, nó cũng mềm, nó mềm, nó cũng không có cứng lắm. Cho nên khi mình bỏ vào trong cái bì thư trắng đó thì nó sẽ rất là dễ bị bể. Đa phần mà mấy anh chị mà chụp hình gửi cho mình nói em ơi hạt nó bị bể hết rồi, thì mình thực sự mình nhìn được đó mình cũng tiếc. Tiếc là cái là cái thời gian mà các bạn đã bỏ ra, tiếc cho bạn và tiếc cho mình nữa, bỏ ra mà bây giờ cái hạt không trồng được nữa, nó còn uổng hơn nữa. Mà sợ nhiều khi cái hạt nó không đủ nữa còn tiếc nữa đó các bạn. Cho nên nếu mà có dịp, có cái cơ hội những lần sau mà các bạn gửi hạt cho ai hoặc là muốn lấy hạt từ ai đó thì mình nên dùng cái bì thư này, hoặc nếu dùng bì thư trắng thì nên dùng cái này để làm cái miếng giống như là cái ziplock nhỏ, nó là một cái túi đựng để mình đựng hạt, nó không bị bể hạt. Và nhớ là dùng cái loại tem Ninh mà Sinable Stem để không bị bể hạt nha. Và có một số anh chị hỏi mình là mình dùng bao nhiêu loại tem thì được. Tại vì nói thật sự ra, nếu mà người lần đầu tiên mình gửi thì mình cũng đâu có thể nào biết được. Và thắc mắc là không biết bao nhiêu tem là thể gửi được, thì mình nghĩ á là mình gửi, thường thường á mình gửi một tem là ok rồi, là nó đi đúng như ngày là bình thường là bao nhiêu ngày đó. Còn nếu mà các bạn gửi thêm nữa, ví dụ như hai con tem hoặc là ba con tem, thì cái thư của mình nó sẽ đi nhanh hơn một tí. Còn không thì mình gửi thông thường là chỉ cần một tem là ok rồi. À, còn một điều nữa mà mình muốn nói với các bạn rằng là có một số anh chị có nhờ mình giống như là nói là không có thời gian để mà đi mua tem, mà cũng không biết mua tem cái Ninh mà Sinable Stem, thì có nhờ mình mua trên Amazon, mà mua trên mạng là mình đã mua giùm rồi, nhà cũng đã gửi tiền cho mình mua giùm rồi, nhưng mà không biết rằng mấy anh chị cô chú đã nhận được hạt chưa. Hoặc nếu mà những anh chị cô chú nào chưa nhận được hạt, có thể là mình đã quên, tại vì mình cũng lu su bu, mình nhiều việc quá mình cũng quên, thì hy vọng anh chị mà các bạn mà xem cái video này thì nếu mà chưa nhận được hạt thì nhắc nhở mình nha. Tại vì mình có cái bệnh cũng hay quên lắm. Cái bệnh này là bị la hoài, cameraman cũng la hoài luôn các bạn ơi. Cho nên là các bạn cũng thông cảm cho mình, thì nhắc cho mình để cho mình gửi hạt lại cho các bạn nha. Để mà các bạn năm sau có hạt để mình trồng, rồi có trái mình thu hoạch để mà cùng vui với mình nha. À, mình quên nữa rằng á, là lúc trước, nói chung là vài tuần trước á, mà mình có gửi đi một số cái bì thư, tại vì lúc đó những cái hạt mướp dài của mình nó ít quá, nó không có. Bây giờ mình vừa mới thu hoạch thêm hai trái mướp dài nữa, thì lúc trước á, mình chỉ gửi những cái hạt mình còn thôi, hạt mướp thì mình không có gửi. Cho nên là nếu mà anh chị nào lúc trước mà có xin hạt mướp của mình chưa gửi hạt mướp á, thì có thể bây giờ gửi cái bì thư lại cho mình để mà mình sẽ tặng hạt mướp cho mấy anh chị nha. Mình hy vọng rằng những cái chia sẻ, những cái góp ý của mình ngày hôm nay thì cũng sẽ rút ra một cái phần gì đó kinh nghiệm cho các bạn. Lần sau khi mà mình gửi bì thư hoặc là mình gửi hạt cho ai đó sẽ có thêm kinh nghiệm và nó sẽ không bị bể hạt nữa nha. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.